Minh Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang, giàu sang và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là Tử Vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, Phục Đàm Chi Long, đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023, đang khổ ngập đầu, bỗng nhật lộc bề trên mà ăn nên làm ra tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà. Thưa quý cô bác Giáp Thìn thân mến, sự vất vả của 1964 là điều được định sẵn trong cuộc đời của họ khi họ phải đối diện với những gì mình gây ra. Không còn có thể lảng tránh hay lười biếng mà phải hành động với đầy tính trách nhiệm và sự lo toan, bỏ cuộc là điều không thể có. Nên chỉ có cách duy nhất là mặc kệ người đời hay mặc kệ miệng lưỡi, cứ vậy mà cặm cụi làm việc, hy vọng hanh thông. Đúng thời điểm tháng 12 âm lịch tới đây, bản mệnh một bước lên mây, phúc khí bao vây, cứ thế hốt trọn lộc trời, tiền về ngập két, trả sạch nợ nần. Bản mệnh tuổi này sẽ được thần tài điểm tên, giàu có bất ngờ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, lấy lại những thứ xứng đáng thuộc về mình. Tuy nhiên, cần phải thực sự biết một điều không sẽ gặp phải họa lớn, vậy không để mất thêm thời gian, cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, định luật cây tre nôm na rằng, tre mất 3 năm đầu để lên được 2 đến 3 phân. Sau đấy đến năm thứ 5 trở đi thì mỗi ngày lên được 30cm và chỉ mất 6 tuần để lên được 15m. Với 1964 Giáp Thìn, tạm áp dụng định luật cây tre vào mệnh số của họ vì họ dừng chân tại chỗ đã khá là lâu rồi. Dừng chân không phải là không làm gì, làm chứ, vẫn làm nhiều là khác, chỉ là tựu thành thì chưa lắm so với cái nỗ lực, cái cốc rễ của họ mà thôi. Này Giáp Thìn thân mến, cô bác còn nhớ có cái thời cô bác suy nghĩ mọi sự giản đơn chứ, tự tin cho rằng chỉ cần mình cố là sẽ thắng, chỉ cần mình chiến là sẽ được, bao lần vỡ ỏ vì nước đến chân mới nhảy, nhưng lại nhảy được rất xa, bao lần đạt được thắng lợi nho nhỏ về thân. Nhưng sau khi dày công kỷ luật, tất cả những thứ đấy có thể cô bác đã quên vì bị không gian xung quanh đồng hóa. Có thể cô bác không còn nhớ bị đời vùi cho suốt những năm vừa rồi, nhưng đừng tự khóa lại sự bất phàm của bản thân như thế. Cặm cụi và lầm lũi chăm chỉ và lì đòn, thêm tính kỷ luật cùng biết dựng xây tính toán kế cuộc đời, Giáp Thìn chắc chắn sẽ còn lật mình mà tiến xa. Tôi không quan tâm cô bác bao nhiêu tuổi, cũng chẳng quan tâm cô bác mạnh yếu như thế nào. Tôi chỉ mong cô bác luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống, tin chính bản thân của mình, việc cải vận thay mệnh sẽ chẳng khó khăn gì với Giáp Thìn cả. Một trong những điều mà thầy bói đã phán đó là người Giáp Thìn chưa thực sự hiểu chính bản thân họ, suốt ngày lo nghĩ cho người khác mà lại chẳng quan tâm yêu thương bản thân mình. Đến tuổi này rồi mà vẫn chưa hiểu được tại sao bản thân mình vẫn mãi cực khổ thì cũng vừa đáng trách mà vừa đáng thương. Dẫu biết cuộc sống Giáp Thìn cũng không dễ dàng gì, cày như trâu mà lại chẳng nhận được thành quả xứng đáng, sống hiền lành nên luôn bị bất công chèn ép, thị phi bùa vây, Giáp Thìn à, đã đến lúc chấm dứt sự thống khổ này thôi, hãy ngồi lại và lắng nghe bản thân của mình nhé. Tháng 12 phát tài chính là thời điểm đầy triển vọng đối với người tuổi Giáp Thìn, nhiều phương diện cuộc sống của cô bác có bước cải thiện lớn lao. Và đó chắc chắn là thành quả xứng đáng với công sức cô bác bỏ ra từ trước đến nay. Nguyệt lệnh lâm dưỡng đại diện cho sự phát triển, nhờ vậy mà công việc của cô bác cũng sẽ có những thành tích đáng mừng từ trước đến nay. Nếu cô bác vẫn luôn ngoan cường chịu được nhiều khó khăn, vất vả không than vãn không bỏ cuộc, thì tháng này cô bác sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Năng giao tiếp giỏi cũng sẽ giúp ích cho cô bác rất nhiều trong quá trình xây dựng các mối quan hệ, thậm chí có người còn may mắn gặp gỡ với quý nhân, chạm tay vào cơ hội hiếm có. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Giáp Thìn 1964 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tuổi Giáp Thìn nam mạng có ngày sinh dương lịch từ ngày 13 tháng 2 năm 1964 đến ngày 1 tháng 2 năm 1965. Cầm tinh con rồng, thiên can giáp kết hợp với địa chi thìn, mang ý nghĩa phục đầm chi lâm, rồng ẩn ở đầm.
Nữ giáp Thìn 1964, mệnh hỏa, phú đăng hỏa, mệnh phúc đăng hỏa là gì? Chúng ta có thể cắt nghĩa, chữ phúc mang hàm nghĩa vui vẻ, may mắn, đủ đầy. Còn đăng, nghĩa là ngọn đèn, chữ hỏa nghĩa là ngọn lửa, vì thế phúc đăng hỏa được xem là ngọn lửa ấm phát ra từ chiếc đèn mang lại ánh sáng, niềm vui. Người mệnh phúc đăng hỏa tuy giống như ngọn lửa đèn dầu mà con người thường sử dụng, tụ ít thành nhiều, ánh sáng rực rỡ, sáng lạn, đây là ngọn lửa dùng để thắp sáng, nấu ăn, sưởi ấm, đuổi thú dữ, vì thế mà phúc đê á hỏa chiếm giữ một vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người, có thể mang lại cho con người có được niềm vui, hạnh phúc và may mắn. Ngọn đèn chiếu sáng bóng tối, giúp cho cuộc sống con người không còn tăm tối, trẻ con được học hành mỗi tối để mở mang tri thức. Chính vì lẽ đó, những người mệnh phúc đăng hỏa có một đặc điểm, đó là tiếp cận vấn đề muộn nhưng giải quyết vấn đề sớm. Vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Phúc đăng hỏa có tư duy hướng đến tri thức, văn minh, trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường tăm tối, cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ thường đi trước một bậc. Khi trao đổi, tiếp cận với họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Bản chất của ngọn lửa ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng, nên những người mệnh phúc đăng hỏa rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác. Những người phúc đăng hỏa cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư, hết mình. Sang tháng 12 âm lịch năm 2023, tuổi Giáp Thìn âm lịch, hung tinh ngăn trở, vận trình xuống dốc, người tuổi Giáp Thìn phải đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Bởi tác động của quá nhiều hung tinh, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ứng phó, luôn quyết tâm, kiên trì trong mọi việc thì mới có thể suôn sẻ vượt qua. Sự nghiệp của bản mệnh không tiến triển suôn sẻ, do cục diện tương xung ảnh hưởng, bạn đặt cái tôi của mình lên quá cao, lại thường xuyên chủ quan, nên dễ vướng phải tranh chấp thị phi với người khác, vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng, lại vừa tác động không tốt tới các mối quan hệ. Đại hao ngáng trở vận trình tài lộc của bản mệnh, khiến công cuộc kiếm tiền vốn đã khó khăn, lại càng trở nên bế tắc hơn. Hãy cẩn thận, vì khoảng thời gian này bạn dễ đầu tư sai lầm, chi tiêu tốn kém cho những việc không cần thiết, khiến túi tiền mỏng đi trông thấy. Phương diện tình cảm cũng khá trầm lắng bởi cục diện tương hình, bản mệnh nên hạn chế tranh cãi với nửa kia của mình, khiến bầu không khí gia đình thêm căng thẳng. Đừng nói nặng lời khi đôi bên đều đang căng thẳng, bởi hai người có thể sẽ có những hành động gây hối tiếc về sau. Về phương diện sự nghiệp, chia buồn với người tuổi Giáp Thìn vì sự nghiệp của bản mệnh sẽ không phát triển được như ý muốn trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, thay vì than thân trách phận hay đổ lỗi cho người này người khác, thì bạn nên kiểm điểm lại bản thân, khắc phục những sai lầm không đáng có. Cục diện tương xung tác động mạnh mẽ đến con giáp này, khiến bạn thường xuyên chủ quan, chỉ cân nhắc vấn đề trên một phương diện nào đó mà không có cái nhìn bao quát. Thêm vào đó, bạn còn quá kiêu ngạo, có cái tôi cao nên ít khi chịu nghe theo lời khuyên của người khác, dễ đẩy mình vào cảnh bế tắc, khó khăn. Các mối quan hệ cũng không mấy yên bình, bởi bạn dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thị phi, do tính tình khó chịu, hoặc thường hay tò mò, tọc mạch chuyện của người khác. Hãy nhắc nhở mình duy trì trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực, tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, thay vì đưa chuyện về bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, để thoát khỏi những rắc rối, khó khăn này, Nguyệt Lệnh Lâm Dưỡng khuyên bạn hãy cẩn thận hơn khi làm việc, cân nhắc vấn đề kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào làm. Nếu còn điều gì băn khoăn, thắc mắc, bạn hãy khiêm tốn và chủ động xin ý kiến từ những người đáng tin cậy. Nếu bạn có thái độ đúng đắn, thì chẳng ai lại từ chối giúp đỡ bạn đâu. Về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của người tuổi Giáp Thìn cũng chẳng khá khẩm hơn dù đã bước vào thời điểm cuối năm. Con giáp này cần phải cố gắng duy trì tình hình tài chính ổn định, không để mất những khoản lớn đã là may mắn lắm rồi. Tính chủ quan khiến bản mệnh thường khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, dẫn đến việc đưa ra những quyết sách sai lầm gây hao tài tốn của. Không phải lúc nào cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề của bạn cũng chuẩn xác, vì vậy việc thu thập thông tin, lắng nghe ý kiến của người khác là cực kỳ quan trọng. Nếu có tranh chấp, thị phi xảy ra trong lúc này, tốt nhất bạn không nên đổ thêm dầu vào lửa, chuyện nào bỏ qua được thì hãy cố gắng bỏ qua. Chuyện nào không bỏ qua được thì cần bình tĩnh giải quyết, nếu không vừa mất tiền bạc vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Đại hao cho thấy, bạn sẽ phải tiêu tốn một khoản kha khá tiền bạc vào các hoạt động mua sắm nhân dịp Tết. Tuy nhiên, trong tình hình túi tiền không dư giả này, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ nên chạy theo xu thế thị trường, kẻo tự đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Ai đang có tiền trong tay thì tốt nhất nên giữ cẩn thận,
Đừng nhẹ dạ cả tin nghe theo lời dụ dỗ đầu tư của những kẻ không đáng tin cậy. Bạn không nên mơ đến những khoản tiền từ trên trời rơi xuống, không làm gì cũng vẫn nhận được. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Giáp Thìn cũng là những nốt trầm buồn trong tháng này. Những rạn nứt, tổn thương liên tục xảy đến khiến bạn khó có thể vui vẻ hay suy nghĩ tích cực. Người độc thân đang đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia, tương lai khó có thể tìm được người ưng ý. Hơn nữa cách hành xử kiêu ngạo của bạn cũng khiến cho người khác cảm thấy e dè khi tiếp cận, rất có thể bạn vẫn sẽ dậm chân tại chỗ trong tháng cuối năm này. Với người đã có gia đình, bạn cần tránh mâu thuẫn, cãi cọ với nửa kia, khiến bầu không khí trong gia đình ngày càng nặng nề. Vợ chồng có gì thì nên bình tĩnh trao đổi với nhau, chớ nên to tiếng, nóng nảy, thậm chí có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương lẫn nhau. Mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi hay thất vọng, hãy thử nghĩ về những điều tốt đẹp đã qua, có thể bạn sẽ tìm thấy động lực và mục tiêu cố gắng mà mình bỏ quên đã lâu. Bạn cũng nên trân trọng những gì mà mình đang có, điều gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua cho nhau, chớ nên chấp vặt những điều nhỏ nhặt. Trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, bạn cũng cần hành xử tế nhị hơn, tránh tò, mò tọc mạch vào chuyện riêng của người khác, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, mà bạn cũng dễ vướng vào thị phi. Về phương diện sức khỏe, căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng trong tháng này. Mặc dù bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu đấy, con giáp này cần học cách hướng mình tới những điều tích cực hơn, đừng mãi chìm đắm trong thế giới riêng hoặc trong những điều thất bại. Chỉ khi suy nghĩ tích cực, đầu óc bạn mới thông suốt và tìm ra cách giải quyết các vấn đề đúng đắn. Cuối năm việc tiệc tùng, xã giao là không thể tránh khỏi, song bạn nên hạn chế uống rượu bia, ăn quá nhiều chất béo hoặc những đồ cay nóng. Khi đầu óc không tỉnh táo thì tránh điều khiển giao thông hoặc đi chung với người khác. Thưa quý cô bác anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đẵng đẵng. Đối với Minh Đường tử vi thì năm qua khá nhiều may mắn, nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai nên biết tránh những họa hại vận vào mình, nên cũng bớt phần đen đủi. Không biết quý cô bác Giáp Thìn 1964 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường tử vi được biết nhé. Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường tử vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác anh chị tuổi Giáp Thìn. Vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường tử vi nhé. Năm 2024 này là năm Giáp Thìn, trùng với năm tuổi của mệnh chủ, vì vậy tất cả các yếu tố về thiên can, địa chi, ngũ hành bản mệnh đều được bình hòa, điều này dự báo một năm thuận lợi, ổn định. Với nam mạng Giáp Thìn 1964, tổng quan năm 2024 của Giáp Thìn nam mạng có nhiều chuyển biến tích cực, mệnh chủ có cơ hội thực hiện những mong muốn, khát vọng của mình, gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuy vậy, trong năm này mệnh chủ cũng dễ vướng phải thị phi, tai tiếng, nếu cư xử nóng vội, không đúng chuẩn mực. Để các mối quan hệ được hòa hợp, nam mệnh chủ hãy lấy dĩ hòa vi quý làm phương châm sống. Trong 12 con giáp, người tuổi Thìn có nhiều ước mơ, hoài bão, sống phóng khoáng và tốt bụng. Tuổi này khi làm việc thì sẽ cố gắng hết mình, sẵn sàng đón nhận thử thách, thích là người tiên phong trong việc gì đó. Năm 2024 tới, Giáp Thìn nam mạng hãy giữ năng lượng tích cực của mình trong công việc. Tuy nhiên mệnh chủ cũng nên hướng tới các phương án an toàn thay vì mạo hiểm, như vậy cũng là để bảo vệ những thành quả mà trước đó nam Giáp Thìn đã gây dựng được. Nam Giáp Thìn sẽ không phải lo lắng nhiều về tình hình tài chính trong năm này, nếu biết thu chi hợp lý ở độ tuổi này. Mệnh chủ cũng nên có những khoản tiết kiệm dự trù cho tương lai, sống giản dị để có tiền dư giả mỗi tháng, tránh những khoản vay mượn không cần thiết, sống giản dị. Khiêm tốn là đức tính đáng quý của con người, đặc biệt là trong đời sống vật chất như hiện nay. Nếu duy trì được điều đó thì nam tuổi Giáp Thìn sẽ có cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Năm 2024 này, nam tuổi Giáp Thìn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình của mình. Là người lớn tuổi trong nhà, mệnh chủ luôn cư xử chuẩn mực, làm gương cho con cháu. Chính vì vậy, Giáp Thìn nam mạng nhận được rất nhiều sự tôn trọng, quý mến từ người thân xung quanh. Mệnh chủ là người ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho con cháu. Thời gian tới sẽ là lúc nam Giáp Thìn cần giải bày tình cảm nhiều hơn, để tình cảm gia đình được mặn nồng, gắn kết. Muốn có một sức khỏe tốt trong năm 2024, nam mạng tuổi Giáp Thìn cần duy trì thói quen sống lành mạnh, ăn đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục thể thao.
Năm này nếu cơ thể không khỏe hoặc thay đổi bất ngờ thì mệnh chủ nên thăm khám kịp thời, chớ nên chủ quan. Tổng quan vận trình tử vi tuổi Thìn 1964 nữ mạng trong năm 2024 có nhiều khả quan, người vẫn làm kinh doanh nếu chăm chỉ, cầu tiến thì sẽ buôn may bán đắt, gặt hái được thành quả nhất định, người đã nghỉ hưu sẽ có cuộc sống an yên tự tại. Trong năm 2024, nữ mệnh chủ sẽ có cơ hội gặp gỡ được nhiều bạn bè và các mối quan hệ trong cuộc sống. Năm này nữ Giáp Thìn có thể tham gia các hoạt động thiện nguyện, công đức, đóng góp cho cộng đồng. Như vậy cuộc sống sẽ có thêm nhiều niềm vui mới và ý nghĩa hơn. Tuổi Thìn nữ mạng là những người cởi mở, tính tình thân thiện, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trong công việc. Mệnh chủ lúc nào cũng làm tốt vai trò của mình, vì vậy nữ Giáp Thìn sớm đã đạt được những thành quả nhất định khi còn trẻ. Bước sang độ tuổi 61, tuổi Giáp Thìn nữ chỉ cần duy trì những công việc trước đó của mình, không phải đối mặt với nhiều thách thức như trước đây. Bằng lòng với công việc và cuộc sống hiện tại, đó cũng là cách để nữ mạng tuổi Thìn 1964 sống hạnh phúc, an nhiên. Năm 2024 là lúc nữ Giáp Thìn lui về sau để chứng kiến sự trưởng thành của con cái. Mệnh chủ không còn nhiều nỗi lo lắng về chi tiêu tiền bạc trong cuộc sống. Nhưng đây là thời điểm Giáp Thìn nữ mạng cần có những khoản tiết kiệm cho tương lai. Năm nay mệnh chủ cũng nên chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe của mình, giảm các khoản chi khác không cần thiết. Những sản phẩm tốt cho sức khỏe nên dùng như các món ăn lành mạnh, rau sạch, thức uống dinh dưỡng. Ở mỗi gia đình, người lớn tuổi có vai trò vô cùng quan trọng trong việc gắn kết các thành viên lại với nhau. Nếu nữ mạng tuổi Giáp Thìn trò chuyện, chia sẻ với người thân nhiều hơn, tận hưởng khoảnh khắc gia đình sum vầy, thì cuộc sống năm 2024 càng trở nên viên mãn. Bên cạnh đó, mệnh chủ hãy dành nhiều thời gian để hỗ trợ các con công việc nhà, chăm sóc các thành viên nhỏ tuổi. Đôi lúc trong gia đình không thể tránh khỏi những quan điểm khác biệt giữa các thế hệ, nhưng nếu mệnh chủ chấp nhận sự khác biệt ấy thì mọi người sẽ càng thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. Ở độ tuổi này, sức khỏe là tài sản vô giá đối với nữ mạng tuổi Giáp Thìn. Sức khỏe càng tốt, tinh thần càng minh mẫn thì mệnh chủ sống càng hạnh phúc. Hơn nữa khi có một thể trạng tốt thì nữ Giáp Thìn sẽ chủ động hơn trong cuộc sống, không cần tới sự trợ giúp nhiều của con cái. Trong năm 2024 này, nếu cơ thể có dấu hiệu sa sút thì năm 1964 nên THA khám bác sĩ, đồng thời nên duy trì chế độ ăn uống khoa học đủ các dưỡng chất cần thiết, nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ giấc, như vậy vừa nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Năm 2024, tuổi Giáp Thìn có sao Thái Dương chiếu mệnh. Trong bảng sao hạn năm 2024, sao Thái Dương là phúc tinh chủ về nhiều may mắn, thuận lợi, người làm ăn kinh doanh buôn bán thì được phát tài, phát lộc. Đối với Giáp Thìn, gặp sao này thì cuộc sống của mệnh chủ có nhiều niềm vui, hoan hỷ, sức khỏe dồi dào, dáng vẻ phúc hậu, được chồng yêu thương, gia đạo yên vui hòa hợp. Năm sau Thái Dương chiếu mệnh, Giáp Thìn nữ mạng càng được hạnh phúc viên mãn. Năm 2024, tuổi Giáp Thìn gặp hạn địa võng, đây là vận hạn chủ về mâu thuẫn, thị phi trong các mối quan hệ. Để tránh lời ra tiếng vào, sinh năm 1964 không nên quá để tâm tới những điều người khác nói về mình. Mệnh chủ chỉ nên tiếp nhận những điều phù hợp chứ không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đối diện với thị phi tai tiếng, bản mệnh nên giữ im lặng, bình thản như gió nhẹ mây bay. Và bây giờ xin mời quý cô bác tuổi Giáp Thìn 1964 đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Giáp Thìn tháng 12 âm lịch 2023. Tuần này tuổi Giáp Thìn có vận trình hung cát đan xen, những xui xẻo đa phần tập trung nhiều ở khoảng thời gian đầu tuần do Thái Tuế chiếu vận, cuối tuần có khởi sắc hơn chút nhờ Thái Dương hỗ trợ, tuổi này nên cẩn thận trong chuyện làm ăn, thời gian này bạn dễ bị tiểu nhân cạnh tranh bẩn, ganh đua nhau từng chút một, đặc biệt là những người đang xuất ngoại, ai đang làm những công việc nguy hiểm thì cần mang đồ bảo hộ đầy đủ và cẩn thận trong quá trình làm việc, kẻo tai họa giáng xuống bất ngờ. Đường tài lộc có dấu hiệu khởi sắc về nửa sau tuần mới. Đặc biệt là nam sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữ mệnh. Đầu tuần đề phòng mất của, các bạn nam nên tiếp thu ý kiến của người lớn tuổi, đừng bảo thủ. Nữ thì nên chăm lo giữ tiền cho gia đình, quản lý tốt các khoản chi hàng ngày. Vận trình tình duyên có chút trắc trở do gặp thiên diêu chiếu vận, tuổi này số đào hoa phong lưu, đa tài, ăn nói khéo nên hay được để ý. Hội độc thân nên cẩn thận kẻo vướng vào mối tình ngang trái, vô tình làm kẻ thứ ba, người có gia đình nên kiểm soát bản thân thật tốt để không sa ngã. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường xanh dương, đen,
quý nhân phù trợ, Thìn, Sửu, con số may mắn, nam, 7, 63, 18, 86, nữ, 8, 52, 29, 97. Tử vi tuần 2, tuổi Giáp Thìn tháng 12 âm lịch 2023. Trong tuần mới, Giáp Thìn gặp cả Bách Việt và Thái Tuế nên cuộc sống có phần trắc trở, không được trọn vẹn, tình hình công việc có dấu hiệu tăng tiến vào đầu tuần, cuối tuần khá kém sắc. Con giáp này gặp nhiều thách thức, nhưng nếu suy nghĩ theo hướng tích cực, đây có thể là khởi đầu mới cho bản mệnh. Tuy nhiên về sau Giáp Thìn vẫn cần có sự can đảm và chuẩn bị tâm lý để đối mặt với thử thách mới. Chuyện tiền bạc Giáp Thìn nên cẩn thận một chút, đặc biệt những ai bị dính đến pháp luật hoặc chuẩn bị xuất ngoại làm ăn. Tuần này cũng không nên cho người khác vay mượn tiền bạc, đồ đạc trong nhà, nguy cơ không đòi lại được rất cao. Vận trình tình cảm không quá xấu, Giáp Thìn cần biết kiềm chế tính trăng hoa của bản thân, nếu làm được thì bạn sẽ có thêm những mối quan hệ có lợi. Bạn trẻ còn độc thân sẽ được nhiều người để ý, hãy tham khảo ý kiến của cha mẹ trước khi quyết định đi đường dài cùng với nửa kia nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, nâu, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, con số may mắn, nam, 4, 81, 33, 46, nữ, 2, 29, 98, 50. Tử vi tuần 3, tuổi Giáp Thìn tháng 12 âm lịch 2023. Tử vi dự báo, có đại hao và tử vi chiếu mệnh, nên con giáp này cần cẩn thận hết sức kẻo mất tiền, hao tài tốn của trong tuần mới. Tuy nhiên đừng quá hoảng sợ, vì bên cạnh đó vận may vẫn cận kề với bạn, không sợ xui xẻo, chỉ sợ mình chưa đủ bản lĩnh. Có cát tinh trợ lực nên Giáp Thìn vô cùng suôn sẻ đường công việc, bản mệnh đã biết cách để thể hiện năng lực của mình, tuy đôi lúc còn sao nhãn nhưng gây được nhiều ấn tượng tốt với lãnh đạo. Tuần này thi cử, xin việc, học hành cũng thuận lợi, đặc biệt là khoảng thời gian cuối tuần, đường tiền bạc không tốt, tuần này không tụ tài được nên an phận thủ thường. Đầu tuần tiền về tay không ít nhưng chẳng được bao lâu đã rơi vào cảnh cháy túi, bản mệnh nên hạn chế mua sắm những thứ không thực sự cần thiết chỉ vì hứng thú nhất thời. Chuyện tình cảm may mắn hơn người, giải thần cát tinh còn cho thấy Giáp Thìn là người lương thiện nên hay được người khác yêu mến. Gia đình của bạn hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng phải ghen tị, tuổi này ra đường cũng hay thương người, không ngại giúp đỡ người nghèo khổ, công đức vô lượng. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xám, quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi. Con số may mắn, nam, 1, 83, 31, 47, nữ, 5, 12, 94, 51. Tử vi tuần 4, tuổi Giáp Thìn tháng 12 âm lịch 2023. Dự báo tuổi Giáp Thìn có một tuần mới khá ảm đạm khi gặp bộ đôi ngũ quỷ và tiểu hao cùng chiếu mệnh. Thế nhưng đừng để chuyện này làm tâm trạng đi xuống, nếu không thoát khỏi được những cảm giác tiêu cực thì rất khó có được may mắn. Công việc dạo gần đây khá thất thường. Bạn hay gặp những chuyện không đâu đầu, tuần may mắn nhưng càng về sau càng chật vật. Ngũ quỷ báo trước cho Giáp Thìn trong tuần này có tiểu nhân quấy phá, ghen ghét, ngứa mắt với thành công của bạn. Thời gian này khá khó khăn đối với bạn, nhưng đừng nản lòng, đi qua đêm đen sẽ nhìn thấy mặt trời. Vận trình tài lộc có chút hao tổn, tuy không nhiều nhưng đủ để khiến bản mệnh phải đau đầu. Trong quá trình làm ăn coi chừng bị hao hụt tiền vốn nhưng không rõ nguyên nhân. Mất đồ đạc không có lý do, ai muốn tuyển nhân viên về phụ mình thì nên cân nhắc thật kỹ, nên chọn người hợp tuổi. Đặc biệt, thiên hình lâm vận cảnh báo tuổi này khi tiếp xúc với ai cũng đừng cao ngạo, nóng nảy, động tay động chân kẻo dính và tù tội, với người thân trong nhà thì nên nhẹ nhàng, quan tâm họ nhiều hơn, bởi trên đời này chỉ có gia đình là đối tốt với bạn thật, còn thiên hạ thì không biết mai sau sẽ ra sao đâu nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh lục, quý nhân phù trợ Mùi, Tuất, con số may mắn nam 6, 36, 42, 19, nữ 9, 88, 51, 60. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.